Chào các bác, đây là con âm ly rất là cổ. Âm ly cổ dòng dây sổ sách của hãng Luckman. Model, những dòng model 505 này các bác. Gíp cực kỳ dễ gíp loa nha. Đặc trưng những dòng này tiếng rất là khỏe. Đối với con này ở phân khúc em đang giao các bác là 7.500.000. Máy đẹp nha, máy tuyển máy mạng về. Đẹp keng, không tì vết luôn nha các bác. Đánh bass 30 trở lại thoải mái nha. Con này các bác chơi những dòng 4312A 4312 MK2 đều được nha bác. Tuy giá thành nó chỉ 7.500.000 nhưng mà khai thác rất là tốt. Nhiều bác đã chơi những dòng 505, 507 rồi. Giá thành thì ngon, rẻ nhưng mà grip loa rất là hay. Điện 100V nha các bác, 100V. Đây là phần chỉnh bass này. Cái này giải tầng của bass này nó gồm có 600, 300, 150 hát đấy. Nó hơn những cái điện còn khác, nó có điểm này này. Chép này, đấy. Tăng cường này, 1.5kg, 3kg, 6kg này. Đường kia vào này. Đây là tăng bass rồi không? Rất là nhiều ở đây. Đánh hai cầu loa ABA kèm B nha các bác. Máy rất là mới nha, mời các bác cùng xem. 7.500.000 bao gồm phí ship. Bác nào lấy liên hệ cho em, chơi loa Mỹ thì tuyệt vời luôn. Và chơi dòng loa Pioneer màng giấy các bác. Loa Nhật, loa những dòng loa Mỹ cổ, Nhật cổ tuyệt vời. Đây vỏ gỗ zinc theo máy nha. Rất là đẹp, mộc mạc luôn nha các bác. Đấy. Nấm nút là sáng tròn. Sexy là 7 màu, các bác thấy độ mới đó này. Đây này là cái nghề nó năm nó ra đời này các bác. Năm những cái thời kỳ mà những con này ra đời vang danh và chuyên những dòng nhạc trữ tình và những nhạc có tiết tấu chậm, bolero, nhạc vàng. Thường nước ngoài như là đêm ngược 77 là chắc là năm các bác. Tháng 5 12 vậy đây, năm 12 77 này. Đấy. Còn cái tem đóng vô gỗ rồi này các bác. Rất là mới nha các bác, cực kỳ xuất sắc, 7.500.000. Các bác nào chơi loa JB thì nhanh tay đừng bỏ quên em này nha. Đây là cái cổng tiếp mát này các bác, mát này. Hai cầu loa nha các bác, hai cầu loa. 200W lần nha các bác. Đấy. Công suất nó khỏe lắm. Chơi bass 30 là vô tư. Những dòng này rất là hay. Hoặc là ngon bổ rẻ, hoặc là những dòng Luckman này này, 505, 507. Đây là 505V nha các bác, nhưng mà 5 trơn đâu, con V đó. Nhắc tới dòng Luckman thì nó có chữ V phía sau là phiên bản chót, nghĩa là phiên bản được hãng tích hợp với những âm sắc tốt nhất. 505 rồi tới 505V. Đấy, mới keng nha các bác, 7.500.000 nha. Rồi đi vào nội thất bên trong luôn, cho các bác xem phía dưới luôn này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn nha. Ốc ác là sáng tròn, 7 màu luôn luôn. Bên trong nó mới nữa. Rồi em mở cho các bác cùng xem luôn nha. Bác nào lấy alo cho em, chuyên khoản đủ thì bớt 100.000 nha. Còn 7.400.000, còn cọc tiền thì bán giá 7.500.000. Cọc thì cọc 1.000.000 trở lên. Đây các bác, đây cấu hình nó như những là những dòng mà Luckman nó thiết kế đặc trưng rồi. Dòng này sử dụng tủ rất là lớn các bác, tới 10.000 UF luôn nha. Thiết kế này các bác sẽ liên tưởng đến những con 80V và L80V rồi các bác, y chang. Hay vẫn là chạy 4 con sò nét đỏ đen nhau, tất cả nguyên zin từ A tới Z nha. Máy sexy là 7 màu nha. 3505V nha các bác. Mặt đó này. Đấy. Này sexy này các bác, ốc này, nguyên keo luôn nha. Hoặc là những mặt rle, mặt âm sắc. Điện 100V nha các bác, điện 100V nha. Tại vì nó là hàng nội địa. Đây. Mới keng nha các bác. Mới tinh luôn đấy. 505V rất là bờ phân khúc, rất tầm tiền nhưng mà nó hay. 7.500.000. Không 0978338144 hay là 0965 77027 em giao hàng và ship hàng toàn quốc nha.